cái rào cản lớn nhất của em là chỉ là mọi người chưa được tiếp xúc nhiều với cái người biểu diễn drag queen này, cho nên là họ vẫn chưa hiểu hết được drag queen này nó là một bộ môn nghệ thuật, mà mọi người chỉ nghĩ là cái cách trang điểm của bọn em nó hơi kỳ dị để bọn em có thể biểu diễn cho mọi người xem. Is the kind of thing that you could be whoever you want. So, if you are straight, if you are transgender, if you are like gay or whoever, you can always show up in drag. That's what drag is about.